Cái gì? Đi với mẹ tao á? Yên tâm, không sao đâu, mẹ tao sẽ có cách. Hôm nay mày không gọi thằng anh mày về đấy, tao sẽ phá nát cái quán này. Có chuyện gì đấy chị? Sao? Định làm anh hùng à? Tham gia không? Nay quán nghỉ, lượn đi. Các anh đừng bắt nạt người ta. Kinh nhỉ? Mày bị con này chặn à? Mà tao hỏi thật này, đã xếp hình với nó chưa? Nói đi. Cậu ta không liên quan, mấy người đừng có giở trò. Nói nghe này, hợp đồng thì ký xong hết rồi. Mà bây giờ hai anh em phải uống chúc mừng như em buồn cười chị. Thôi được rồi, bây giờ chúc mừng xong rồi thì đi về, được chưa? Phương, ai gọi cậu tới đây à? Là cô. Cô gọi Phương tới đây đúng không? Gọi Phương tới đây làm cái gì? Tớ đi đưa cậu về. Tớ tự về được. Đi về. Đi. Đi về. Anh say rồi. Say. Không được nói anh say. Nói anh say là xúc phạm anh. Anh Quân mới say à? Ừ. Anh Quân hôm nay anh Quân mới say. Không say. Chị Phương hôm nay anh Quân xử lý một quả với khách hàng quá tuyệt vời luôn. Đi, đi 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 đi. Đi đi đâu? Cứ ra khỏi đây đã, đi đâu cũng được. Nhớ nhá. Rồi. Đi đâu cũng được nhá. Mày nhá. Chị ơi. Chị đưa anh Quân về nhá. Em đón cả. Đi cẩn thận nhá. Khách hàng hôm nay cực kỳ đồng ý. Tớ đi. Tớ đi được. À, tớ. Tớ đi được mà. Tớ đi được. Ơ cô Phương, có chuyện gì vậy? Hiệp, giờ này con phải ở trường chứ. Dạ, mẹ. Chào chị, tôi cần nói chuyện với chị về rắc rối liên quan đến cháu Hiệp, cũng khá nghiêm trọng. Sao vậy con? Chào chị, tôi là Dương Viễn Đông, điều tra viên công an quận. Chị có phải là mẹ cháu Hiệp không? Vâng, tôi là mẹ của cháu. Có chuyện gì vậy anh? Tối qua, chúng tôi có bắt một số đối tượng sử dụng và mua bán trái phép chất cấm tại quán karaoke Hoàng Dương. Cháu Hiệp có tham gia một buổi sinh nhật tại quán. Mời chị đưa cháu về trụ sở để làm rõ một số việc liên quan. Chuyện này là thế nào hả Hiệp? Tôi là luật sư, tôi sẽ đưa cháu lên làm việc với cả các anh. Vâng, nếu chị có giấy ủy quyền của gia đình,